Chào tất cả các bạn, mình là Thiên Đường Thú Cưng Bến Lức đây. Chắc hẳn những bạn mà lần đầu nuôi hamster sẽ rất là băn khoăn là không biết là hamster mình đang nuôi sẽ là trái đực hay là trái cái. Thì hôm nay Thiên Đường Thú Cưng Bến Lức sẽ quay một cái video để giúp các bạn phân biệt được đâu là đực, đâu là cái để các bạn dễ dàng chăm sóc hơn nha. Hôm nay mình có chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái lồng có hai bé hamster ở đây. Thì các bạn thường thường mua về là các bạn sẽ mua về sinh sản á, thì rất là khó để mà các bạn nhìn được, tại vì các bạn mà khi mua về là sẽ mua những bé hamster chỉ có 3 tuần tuổi thôi đó. Các bé sẽ cỡ như thế này nè, thì cái bộ phận sinh sản của các bé nó vẫn còn nhỏ lắm, các bạn sẽ rất là khó phân biệt, cho nên là mình sẽ làm một cái video hướng dẫn rất là chi tiết để cho các bạn phân biệt kỹ hơn. Đây, đối với những bé đực á, thì cái bộ phận sinh dục của các bé sẽ có một đường thẳng luôn. Mình sẽ cho các bạn xem ha. Đây các bạn có thể thấy là bộ phận sinh dục của bé đây, nó có một cái chòi nhú lên như thế này và một cái đường thẳng đi xuống. Đây cái bé này nó đã lộ luôn cả phần bên dưới rồi nè. Đây các bạn có thể thấy là bé đực nó sẽ có hai cái phần bự như thế này dưới đây nè. Đây là bé đực nha các bạn. Có một lưu ý nhỏ cho các bạn khi mà các bạn chọn bé đực á, là các bạn nên chọn những bé có những cái bi lớn như thế này, thì cái tỷ lệ mà sau này các bé phối giống nó sẽ thành công cao hơn. Tại vì sẽ có những bé đực nó bị dị tật bi á, bi sẽ bị ẩn nè, sẽ không có bi hoặc là bi rất là nhỏ, thì cái việc phối giống sẽ diễn ra khó khăn hơn. Các bạn nuôi hoài sẽ không có thấy hai bé phối được với nhau và bé cái có thai. Thì khi các bạn phân biệt được sớm á, thì các bạn đi đến cửa hàng á, các bạn đổi lại, thì khi đó thì các bạn sẽ có được những bé hamster ý hơn. Đó là một lưu ý nhỏ trong khi các bạn chọn bé đực và bé cái. Còn đối với bé cái thì sao? Bé cái thì nó sẽ khó phân biệt hơn một tí. Đây là một bé cái. Đây các bạn nhìn kỹ vào trong đây ha. Ở bé cái nó cũng sẽ có một cái chòi nhú lên như thế này, nhưng ở dưới cái chòi nó sẽ có một cái đường gạch ngang. Các bạn có nhìn rõ không? Đây có một đường gạch ngang nè. Đường gạch ngang nằm ở đây. Khi các bạn banh ra nhẹ nhàng thế này các bạn sẽ thấy. Đó là đặc điểm khác nhau giữa bé đực và bé cái. Đây là những bé 3 tuần tuổi thì sẽ rất là khó phân biệt. Khi mà các bé được khoảng 1 tháng tuổi nè, tốt nhất là các bé được khoảng 6 tuần tuổi á, thì tất cả bộ phận sinh dục nó sẽ rõ ràng hơn, thì khi đó các bạn sẽ dễ phân biệt hơn. Nhưng mà mình làm video này để cho những bạn mà mới mua về á, lỡ như mà người bán hàng họ có nhầm lẫn thì các bạn vẫn sẽ phân biệt được để đem đến đổi lại. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng là video này sẽ giúp cho các bạn phân biệt được bé nào là bé đực, đâu là bé cái, để cho cái việc ghép cặp sinh sản của các bạn sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Tránh các trường hợp là khi các bạn đã nuôi lớn rồi mà là những bé đồng giới tính với nhau, thì khi đó muốn ghép cặp mới thì sẽ rất là khó. Thì chúc các bạn sẽ có những cặp và hamster hoặc là ưng ý. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ bấm subscribe cho kênh mình nha. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.